Mình quay video nói về cái chủ đề là nhận tháng 8 Gia Lai có phải là nhận Campuchia có phải là một hay không các bạn ạ. Ở đây bên này của mình là bên tay phải, tay trái của mình trên màn hình đó là cái nhãn tháng 8 Gia Lai ở vườn nhà mình các bạn ạ. Rồi bên tay phải là nhãn tháng 8 của Campuchia mình sờ trên mạng đây các bạn. Các bạn thấy nè, cái đuôi của nó tức là cái lưỡi của nó màu tím, cũng bên này bên Campuchia cũng màu tím đều hơi nhạt chút hơn các bạn ạ. Rồi cái thân của nó bên mình là có hai cái sọc màu đậm này, bên này có một cái sọc, hai cái sọc lợt cũng vậy thôi các bạn ơi. Màu vàng thì nó màu vàng cũng tương tự như nhau quá nha. Như vậy là cái hoa có thể nói là cũng tương tự giống như nhau các bạn ạ. Các bạn nha. Rồi cái thứ hai là cái hương thơm của nhãn tháng 8 á, khi mà nó nở ra ở nhà vườn nhà mình á, thì mình thấy nó hương thơm ngọt dịu rất là quý phái các bạn ạ. Thì theo nhiều người nói thì hương thơm này cũng giống nhau các bạn, nó cũng ngọt 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 đậm cả vườn luôn các bạn, khi cái nó rỡ ra thì cả vườn mình nó thơm luôn các bạn. Rồi về thân lá thì hầu như là nó giống nhau các bạn, nó cũng xếp giống nhau đấy các bạn nha. Rồi về ra hoa, thì đối với cây hồng nhạn tháng 8 Gia Lai của mình, của vườn nhà mình thì mình thấy như thế này nè. Bắt đầu nó ra ngọn hoa ngày 7 tháng 8 2022 mình mua về, thì sau mấy tháng thì nó bắt đầu nó ra ngọn hoa ngày 7 tháng 8 2022 mình đưa cho các bạn xem đó. 7 tháng 8 này bắt đầu nó ra hoa này. Rồi các bạn thấy không, đây là hoa rồi, đây nè ngày 7 tháng 8 này bắt đầu ra ngọn hoa này, cái này nè, cái bên này các bạn nha. Rồi các bạn thấy ngày 7 tháng 8 này nó bắt đầu ra ngọn hoa này. Đây các bạn thấy ra ngọn hoa này. Và nhưng mà đến 2 tháng sau, tức là trên 2 tháng sau 13 tháng 10 nó bắt đầu nó ra hoa, 13 tháng 10 ra hoa là mình chỉ cái hoa cho các bạn xem này. Đây 13 tháng 10 này. Bắt đầu ngày 13 tháng 10 bắt đầu nó ra hoa. Ra ngọn hoa thì ngày 7 tháng 8 nhưng mà ra hoa thì 13 tháng 10. Bắt đầu nở đầy đủ á là ngày 15 tháng 10 các bạn ha. Ngày 15 tháng 10 nở đầy đủ nè các bạn, đây. Đó. Khi mình nở đầy đủ thì mới quay video, mình quay video cho các bạn thấy, mình cho các bạn xem video đó nè. Rồi. Đó. Ngày 15 tháng 10 thì mình quay video này các bạn. Thơm các bạn nha, thơm cả vườn luôn các bạn. Về cái hồng nhãn tháng 8 này thì trên mình sợ trên mạng thì có nói một số các cái video nó có nói về nhãn tháng 8, ví dụ đây này, nhãn tháng 8 này. Đây nó cũng có hai sọc các bạn ơi, lưỡi cũng màu tím rồi các bạn ơi. Lưu ý rồi các bạn thấy cái nhà nó, nhưng mà cái này là cái cây nó khủng, cây mình chỉ có một cây đơn thôi, mình mua một cây đơn thôi. Này nó cũng có một quan điểm giống mình nè, tức là ở nhà hồi nhà tháng 8 và nhà Campuchia chỉ là một thôi, khác nhau sự khan hiếm rồi các bạn ạ. Chẳng qua là bởi vì nhà Gia Lai của mình nó khai thác quá nhiều cho nên bây giờ nó khan hiếm, thành ra là nó giá nó trong gấp đôi hoặc là nhiều khi gấp ba rồi các bạn. Một cây nhà của mình đây, như cây này của mình đây nè, các bạn thấy như cái này của mình đây, đây cái nhà này, cái nhà này của mình đây, mình mua 500 ngàn các bạn. Đây cái nhãn đây nè,
mình mua 500 ngàn đó các bạn, mà có mấy các bạn thấy nó có 8 lá thôi. Qua 1 năm sau thì nó nở được, nó thêm được một lá các bạn đó. Tại tại thì điểm bây giờ nó được một lá mà mình thêm một cặp lá nữa các bạn. Đây mình có video nói về hiện tại bây giờ, vừa rồi mình có video mình có quay cho các bạn xem đó. Đến bây giờ 1 năm trời sau nó ra một cặp lá rồi các bạn. Đây mình gọi quay cho các bạn xem đó. À, các bạn thấy nó ra được cặp lá này thôi nè, mà mình rụng hết 2 lá rồi thì nó ra được cặp lá này thôi các bạn. Mà cặp lá mới ra này, còn bên này là 4 này, bên này 4 là 8 này, bên này 2 là 10 nè, mà rụng hết 2 lá bên này rồi các bạn nha. À, các bạn thấy không? Rồi, hiện tại bây giờ nó vậy đó. Hôm nay chắc là tháng 8 nó ra lại nè các bạn, rễ ra rất là nhiều rồi các bạn ha, rễ ra to lắm. Đây là rễ của nó này các bạn này, ra to và dài lắm các bạn. À, từ khi mua về hơn 1 năm nay thì mình xem như là mình có để treo như vậy đó các bạn, nó tự ra nó tự phát triển các bạn nha. Đối với dòng thân đơn và thân thòng thế này, thân đơn và rễ gió như thế này thì mình chỉ có treo ngược lại, là mình treo như thế này nó phát triển ghê lắm các bạn. À, kinh nghiệm của mình cho anh cho thấy này mình đó, các bạn thấy không? Nó phát triển ghê lắm các bạn. Ở đây các bạn thấy dạng nhà lai tháng 8 này, đây bài viết này mình sẽ ép vào trong cái video của mình đúng không ạ? Rồi mình bắt các bạn thấy là họ bài viết này cũng cùng đồng quan điểm với mình đó, tức là nó khác như vậy, khác biệt với nhau là giữa là sự khan hiếm luôn các bạn. Ở dạng tháng dạng Campuchia thì xem như là nó khai thác ít hơn việc mình ở Việt Nam mình, cho nên nó gia lai, cho nên nó là giá nó bằng nửa hơn các bạn ạ. Thực sự ra là hai cái dạng là hoàn toàn giống nhau các bạn. Đây mình quay lại cho các bạn xem này. Đây, cái nhà của mình đây. Đây một bài viết nói về cái nhà, cũng nói về cái nhà Gia Lai, đây nhà Campuchia các bạn, đây nhà Campuchia đây. Những bài viết video này mình sẽ add vào trong cái video của mình để cho các bạn tham khảo nha. Đây là nhãn tháng 8 của Campuchia đó các bạn. Mà ngày tháng ngoài bắt đầu là người ta mua về đó các bạn. Cây cỡ này Cây cỡ này mà nguyên bản nguyên là bản là 600 700 600 một cây rồi. cây rồi Và bây và giờ thì bây giờ thì đây nhãn Campuchia đó, nó khai thác về đó các bạn. Về tại sao lại nó lại giống nhau như vậy là bởi vì xét về mặt địa lý thì các bạn xem đây nè, đây là Gia Lai nè, đây là Campuchia nè, các bạn thấy đây là một cái rừng, hai bên đây là cái rừng của Campuchia và Gia Lai nè, cùng một khu vực luôn các bạn nhé, cùng biên giới nè. Cho nên thực sự mà nói cái nhãn tháng 8 Campuchia, nhãn tháng 8 Gia Lai á, nó là cùng một khu vực luôn các bạn ha. Cho nên nó không khác nhau bao nhiêu hết trơn á, khác nhau chăng là của mình tự đặt ra cái địa giới để mà và Campuchia cũng Việt Nam thôi các bạn ha. Cho nên thực tình mà nói là cả khu vực này thì nó là nhà tháng 8 hết các bạn. Có khác chăng á là ở vùng địa lý thôi, ví dụ như bên khai thác Campuchia đang về đây về Việt Nam thì nó khác, cái thổ nhưỡng thì có thể là nó ra hoa chậm hơn hoặc là sớm hơn các bạn ha. Cũng giống như ở Gia Lai chẳng hạn, cái này mà nếu như mình đem ra ngoài Bắc chẳng hạn, thấy mình đem ra ngoài Bắc cái thổ nhiễm nó khác á. Đây cái hồ Gia Lai là nó ở miền Trung thì đem ra ngoài Bắc á, thì xem như là khí hậu lạnh hơn thì nó sẽ là cái ra hoa nó khác nhau các bạn, nó sẽ ra trọng hơn các bạn ạ. Rồi các bạn thấy đó, về mặt địa lý thì nó như vậy đó các bạn. Còn ngoài ra thì nó giống nhau hoàn toàn các bạn nha. Kết luận lại á thì
Nhãn tháng 8 Gia Lai và Campuchia là một. Rồi nó khác nhau là sự khan hiếm thôi các bạn. Cho nên nếu như các bạn mà muốn thưởng thức cái nhãn tháng 8 á, thì các bạn có thể mua Campuchia mà đúng ra mua mà đúng chuẩn các bạn nha. Campuchia nhưng phải đúng chuẩn thì các bạn xem như là các bạn cũng được thưởng thức cái nhãn tháng 8 Gia Lai các bạn nha. Các bạn thấy thú vị thì cho mình một subscribe, like, comment để mình có động lực mình quay tiếp các video khác nhé các bạn nha. Cảm ơn các bạn nhiều.